Cách đây đúng 25 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1995, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã thông qua Ngày Khoan dung quốc tế với sự đồng thuận của 185 quốc gia thành viên tại Hội nghị toàn thể lần thứ 28. Thế nhưng đến nay, vẫn chưa nhiều người biết ngày này cũng như những ý tưởng cao đẹp của nó. Khoan dung được bản tuyên bố định nghĩa là sự tôn trọng, chấp nhận và hiểu đúng sự đa dạng phong phú các nền văn hóa của thế giới, những hình thức tự biểu hiện và những khả năng thể hiện cá tính của con người. Thực tế hiện nay, biểu hiện đặc trưng của sự không khoan dung chính là bất công, bạo lực, kỳ thị, phân biệt đối xử và gạt ra ngoài lề xã hội những người hay nhóm người với những dị biệt nhất định. Có thể khẳng định sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa và chủng tộc hiện tồn tại trên hành tinh không phải là lý do để dẫn đến xung đột, mà thay vào đó đã làm phong phú thêm cho cuộc sống của tất cả mọi người. Phát biểu của Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại diễn văn khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 cũng đã khẳng định rõ điều này. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những xung đột, khủng bố, chiến tranh, bất bình đẳng, khủng hoảng môi trường sinh thái, hơn lúc nào hết, chúng ta phải cùng nhau phát huy những giá trị cốt lõi của Đạo Phật về tinh thần khoan dung độ lượng, vô ngã, vị tha, hòa hợp và hòa bình thông qua con đường Bát Chánh Đạo và Lý Trung Đạo nhằm góp phần giải quyết những thách thức vấn nạn toàn cầu. Tất cả chúng ta, dù là Phật tử hay những người không theo Đạo Phật, đều có thể chiêm nghiệm về cuộc đời của Đức Phật và tìm thấy niềm cảm hứng từ những lời dạy của Người. Trong bối cảnh gia tăng bất bình đẳng và sự thiếu khoan dung, thông điệp của Đức Phật về phi bạo lực và phụ sự chúng sinh càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vâng, đúng như những gì Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak 2019 chia sẻ, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những xung đột, khủng bố, chiến tranh, thì hơn lúc nào hết, mọi người phải cùng nhau phát huy những giá trị cốt lõi của Đạo Phật về tinh thần khoan dung. Khoan dung chính là cánh cửa mở ra hòa bình, nhân ái. Một chiều cuối thu thật đặc biệt với ông Chuck Jersey, một cựu chiến binh đã gắn bó với mảnh đất hình chữ S gần 25 năm. Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò với Chuck Jersey và nhiều cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam không chỉ là địa điểm tìm hiểu về cuộc sống của những phi công Mỹ từng bị tạm giam tại đây, mà còn mang ý nghĩa là cầu nối đặc biệt truyền cảm hứng cho những ai quan tâm đến việc hàn gắn vết thương chiến tranh trong quá khứ của người Mỹ tại Việt Nam. Tôi rất vui khi được tham gia triển lãm. Nó một lần nữa khiến tôi nhớ lại rằng người Việt Nam đã dũng cảm và kiên cường như thế nào. Cùng với đó là sự khoan dung của các bạn khi đã cho phép chúng tôi quay trở lại Việt Nam để chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Quá trình từ chiến tranh đến hòa giải giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam Hoa Kỳ có nhiều dấu mốc quan trọng. Để đạt được mối quan hệ tốt đẹp hôm nay, phải kể đến những sứ giả hòa bình đã giúp nối hai bờ đại dương. Trong đó có cả các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam như Thượng nghị sĩ John Sidney McCain hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Hơn 3 thập kỷ trôi qua, công cuộc tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích ở Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Những nỗ lực từ quân và dân Việt Nam đã giúp cho rất nhiều bộ hài cốt được tìm thấy và trao lại cho chính quyền nước bạn. Ngoài cái việc mà chính phủ hai nước, nhân dân hai nước, thì trong đó có rất nhiều các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các cá nhân mà ở trong đó có những người trong cuộc đã tự kêu gọi tổ chức để hàn gắn những vết thương mà hơn 4 thập kỷ qua nhân dân hai nước đều phải chịu đựng. Ta từ cái việc mà đối đầu trở thành một cái sợi dây kết nối thân thương tình cảm giữa con người với con người, đó là cái điều cần làm. Xóa bỏ những cái hậu quả cũng như đau thương của chiến tranh để lại thì không có đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ quên đi những cái quá khứ của dân tộc mình. Đồng thời nó làm cho những cái người trẻ chúng em kiểu cảm thấy trân trọng hơn những cái hòa bình mà những chiến sĩ đã hy sinh mang lại cho chúng em cái cuộc sống ngày hôm nay.
đến Việt Nam vào năm 1996, bà Geraldine Broussard, chị gái của một lính Mỹ tử trận khi tham chiến ở Quảng Trị năm 1969, đã tận mắt chứng kiến hậu quả của những ảnh hưởng chiến tranh đối với đất nước con người Việt Nam. Trở về nước, bà cùng chồng và mẹ quyết định thành lập tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam với mục đích giảm thiểu những đau thương mất mát do bom mìn sót lại sau chiến tranh, giúp người dân hai nước gần nhau hơn. Khi tới Việt Nam, mọi người đều tươi cười chào đón chúng tôi. Đó là thời điểm khép lại quá khứ để mở ra tương lai. Họ mời chúng tôi tới tỉnh Quảng Trị. Các bạn hẳn còn nhớ giới tuyến quân sự đó. Nó được biết đến như một chiến trường chịu ảnh hưởng bom đạn nặng nề nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới. 84% diện tích đất đai vẫn còn bị nhiễm độc bởi địa lôi và bom đạn chưa nổ đã tồn tại từ rất lâu. Gần như tuần nào cũng có người, thường là trẻ em, bị thiệt mạng hoặc bị thương tổn bởi những mảnh vỡ từ bom đạn. Chúng tôi đã thỏa thuận với người Việt Nam về việc tài trợ cho công tác giả phá bom mìn và cử tình nguyện viên trên khắp thế giới tới trồng cây trên vùng đất đã được khôi phục. Ngoài nỗ lực rà phá bom mìn, Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam còn triển khai nhiều hoạt động nhân đạo. Từ năm 2000 đến nay, tổ chức này đã phối hợp với đoàn thể địa phương xây dựng nhà mẫu giáo tại tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình, trao học bổng cho các em học sinh là nạn nhân hoặc là con em của nạn nhân bom mìn, giúp các em được tiếp tục đến trường và tái hòa nhập cộng đồng. Các cháu được đến trường vui chơi học tập, thì cũng nhờ sự hỗ trợ của Tổ chức Cây Hòa Bình. Và các cháu đến trường vui chơi rất là thích. Và các cháu học tập trong một môi trường rất thoải mái, có được môi trường xây, có bữa ăn và có sữa uống. Và các cháu cũng giảm được tỷ lệ suy dinh dưỡng rất là nhiều. Cùng với những nỗ lực hàn gắn vết thương từ hai phía, thì sự khoan dung yêu chuộng hòa bình của người dân Việt Nam đang góp phần khép lại quá khứ, hướng tới hòa bình, mở ra tương lai tươi đẹp trên chính những mảnh đất từng chịu nhiều đau thương của chiến tranh này. Có thể thấy Việt Nam nói riêng và các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung đang ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của sự khoan dung trong việc thiết lập nền hòa bình. Nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Khoan dung 16 tháng 11, chiều nay tại Hà Nội, Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã long trọng tổ chức kỷ niệm để điểm lại chặng đường vẻ vang của nhân dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời nêu lên ý nghĩa của khoan dung ở đất nước của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và cả ở Việt Nam. Trải qua gần 5 thập kỷ phát triển đất nước, lãnh đạo và người dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã không ngừng nỗ lực xây dựng đất nước. Quốc gia hiện có người dân thuộc hơn 200 quốc tịch đang sinh sống và làm việc, trong đó có cả người Việt Nam, trở thành quốc gia tiêu biểu cho lòng khoan dung, cùng tồn tại và rộng mở với các nền văn hóa khác nhau. Khoan dung là một khái niệm rộng trong văn hóa và truyền thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tập trung vào sự kết nối giữa các tôn giáo và trao đổi văn hóa, mang lại các cơ hội để thúc đẩy lòng khoan dung. Hiến pháp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đề cập đến sự tự do tôn giáo này. Luật pháp của UAE thiết lập các giá trị tôn trọng và bình đẳng. UAE đã tham gia vào các hiệp định và hiệp ước quốc tế liên quan đến bác bỏ bạo lực, phân biệt chủng tộc, trở thành thủ đô toàn cầu để thúc đẩy hòa bình và quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. UAE cũng đã bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Khoan dung. Việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Khoan dung có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong bối cảnh gia tăng các xung đột trên thế giới. Nó cũng chính là lý do Đại sứ quán UAE tổ chức sự kiện này. Còn tại Việt Nam, là một dân tộc đã phải trải qua những hy sinh to lớn để đấu tranh cho quyền được sống trong hòa bình, cũng như các quyền cơ bản khác của con người, và ngày nay đang được sống trong hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế, nhân dân Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của lòng khoan dung. Mỗi con người chúng ta đều có những đức tính rất tốt đẹp, làm sao chúng ta phải khai phát, làm sao chúng ta phải phát triển. Các tôn giáo nói chung trên thế giới đều phát triển cái tinh thần bao dung, tinh thần bác ái, tinh thần vị tha, tinh thần từ bi và trí tuệ. Trong tinh thần của Đạo Phật chính là tinh thần từ bi, hỷ xả, nó bao gồm cả cái đức khoan dung. Và chúng ta cần phải xây dựng cái đức khoan dung đó để tìm đến sự an hòa cho chính bản thân mình, sự an hòa cho cộng đồng, cho xã hội. Sự kiện hôm nay cũng phù hợp với tuyên bố về các nguyên tắc khoan dung của UNESCO về sự tôn trọng, chấp nhận và hoan nghênh sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa của thế giới, những hình thức tự biểu hiện và những khả năng thể hiện cá tính của con người.
Lễ kỷ niệm hôm nay là một dịp để truyền bá lòng khoan dung và nâng cao nhận thức về lòng khoan dung, chống lại mọi hình thức chủ nghĩa cực đoan. Khoan dung cũng là một cách để lan tỏa yêu thương giữa con người với con người và xây dựng xã hội tốt đẹp, đoàn kết và hòa bình. Trong bối cảnh thế giới với đặc trưng đa dạng, sự thiếu khoan dung và xung đột gia tăng, sự khoan dung lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mọi người sẽ cùng nhau góp sức nâng cao nhận thức về các mối nguy do sự thiếu khoan dung mang lại và cùng nhau hành động với những cam kết mới nhằm tăng cường giáo dục để bồi đắp các giá trị của lòng khoan dung, thúc đẩy đối thoại, cùng tồn tại và rộng mở với các nền văn hóa khác nhau trong xã hội ngày nay.